trên 100.000 người hành hương sống trong lều bạc. Hàng ngàn cái lều bạc đã được dâng lên từ trước cho các hành hương đến. Hoàn toàn gần 100.000 người đã sống dưới mái lều trong một tuần. Một cái thành phố lều bạc dự đại hội thánh mẫu. Hơn 100.000 người công giáo đi hành hương. Missouri. Hầu hết họ ở ngoài lều bạc. Các lều bạc đủ loại, đủ kiểu, đủ màu sắc đã được dâng. Đủ loại các kiểu lều. Có lều chứa được 5-60 người. Nhỏ, có những lều chứa được, có lều chỉ chứa được 5-70 người. Tất cả đều sống và cũng có cái lều chắc chừng 2 người ngủ. Những ưu tình nguyện cần tối vô ngủ thôi. Những cái lều này đều chống được mũi. Và mưa thì nước mưa sẽ chảy ra ngoài. Mưa ào là mưa nhỏ thôi nha. Mọi người vẫn vui tươi vì đây là một hành hương hiếm có trong đời những người công giáo ở nước Mỹ. Những lều bạt được những người tình nguyện căng lên đủ loại đủ kiểu ở khắp nơi. Những lúc nắng thì những người hành hương mang ghế ra ngoài ngồi cho mát, còn những lúc mưa thì chạy vào trong lều để trú mưa và dọn dẹp. Vất vả nhất là những người tình nguyện, một ngày 3 lần họ đi gom rác từ khắp nơi. Các thùng rác được xếp ở các rất đầu nhiều thanh niên tình nguyện đã đi dọn rác ngay từ sáng sớm. Và vì cái lượng người hàng trăm ngàn người Missouri không phải đơn giản để giữ cho cả một lễ hội sạch sẽ. Phụ nữ và master và tất master thì phục vụ ở trong những cái nhà vệ sinh, tất cả phục vụ ăn uống cho ngày hội rất sạch sẽ. Tôi đã tham quan một vài cái nhà hàng để chứa một lúc khoảng 200-300 người. Bản chất rất nhiều các món ăn Việt Nam. Các bạn ở giáo xứ Dũng Lạc ở bang Oklahoma thì cách đây 3 tiếng lái xe do các bạn đã đến đây và phục vụ và lấy tiền lãi để gây quỹ cho nhà thờ. Và tiền lãi một gian hàng khác của tên là quán Hương Quê cho nhà thờ của giáo xứ Mẫu Tâm Bạc Linh, Arkansas. Sau đó dù rất cực khổ, hầu hết cũng đều bán những cái món ăn Việt Nam, đều làm theo phong cách. Có một người volunteer donation. Các linh mục, tu sĩ và pha sơ rất được ưu tiên trong những ngày lễ hội này. Những người, những vị linh mục và các ma sơ thường thì được ở trong nhà dòng đồng công, nhưng mà cũng chỉ là những cái ghế bố được xếp trong những ngôi nhà tập thể. Còn hầu hết người hành hương đều ở lều bạt, trừ những người bệnh hoạn và trên 80 tuổi thì được ở trong nhà tập gym của dòng đồng công, và mỗi người cũng chỉ là một cây ghế bố. Và những trạm các vòi nước sinh hoạt ở khắp nơi, ngã ba ngã tư cũng như các nhà vệ sinh. Những buổi trời nóng nực thì mọi người ra ngoài sân phát ghế ra ngồi nói chuyện, uống nước và đi cầu nguyện. Nắng thì ở trong lều rất là khó chịu vì nó giữ hơi, mọi người phải ra đường. Nhưng mưa lại càng vất vả hơn vì nước chảy vào lều. Không chỉ có người Việt Nam, rất nhiều người nước ngoài cũng đến dự lễ hội, và thông thường thì họ ở những khách sạn gần đó. Lực lượng cảnh sát Mỹ rất đông cũng phục vụ cho lễ hội để giữ an toàn trật tự. Một số khách thành hương có điều kiện đã mang những cái xe dầu vậy mọi người vẫn cầu nguyện khắp nơi, mọi người vẫn đọc kinh bất cứ lúc nào có tượng Đức Mẹ và có xích giá, và tiếp tụ họp lại 5-10 người thì họ lại đọc kinh.